Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với Car Center. Ngày hôm nay Car Center số 9 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội vừa về một chiếc xe cũng thuộc hàng siêu lướt muốn giới thiệu đến quý anh chị và các bạn. Chiếc xe này là một chiếc xe Ford Explorer với năm sản xuất là 2022, lăn bánh được hơn có 10.000 km thôi, sơn zin gần như là cả xe. Và chiếc xe này thì chúng ta hãy cùng ngắm qua một vòng quanh tổng quát về ngoại thất cũng như là nội thất của xe nhé. Form dáng thì đã là form dáng mới rồi, nhìn nó cũng rất là bệ vệ, cũng rất là lực lưỡng, và những cái tinh chỉnh nó cũng không khác so với form cũ là nhiều. Cái khác ở đây là cái cụm đèn này, cá nhân em đánh giá là cụm đèn này đẹp hơn cái cụm đèn cũ khá là nhiều nhá. Về cái công nghệ cũng như là về cái thiết kế đèn thì nó đã có cái độ tinh chỉnh hơn khá là nhiều. Đấy, mặt ca lăng cũng mới, đấy, cảm biến trước sau, cụm radar, có cam 360, nói chung là không thiếu gì cả. Bộ lốp rất là to bản này, thông số lốp 255/55 R20, mâm 20 inch đa chấu cùng dàn lốp Michelin, nó làm cái khả năng vận hành êm ái rất là nhiều quý chị và các bạn nhé. Giảm xóc này, hệ thống treo này, khung gầm của chiếc xe này rất là ổn luôn, đi cùng dàn lốp nít nữa thì thôi. Đăng kiểm cũng như phí đường bộ của chiếc xe này còn đến tận 2027. Đấy, nên quý anh chị và các bạn không phải lo lắng hay là lăn tăn gì khi mà đã ngồi trên chiếc xe này rồi, mua về là chỉ có đi thôi quý anh chị và các bạn nhé. Phần đuôi cốp này, đấy, cái cụm đèn nó đã thiết kế nó khác ngày trước rất là nhiều rồi. Cốp thì chúng ta có cốp điện, cốp điện đá cốp, nói chung là đầy đủ không thiếu cái gì cả. Vì đây là một chiếc SUV cỡ cũng thuộc dạng là cỡ lớn đấy, đến từ nhà Ford, và là một chiếc SUV thương hiệu Mỹ, nên chúng ta sẽ có được cái khoảng không gian này, từ chỗ ngồi đến cái không gian cốp phải nói là cực kỳ là rộng luôn. Đấy, những cái chi tiết keo chỉ, những cái chi tiết bảng lề này, ốc dấu này, mọi thứ nguyên bản theo xe từ đầu, bao chiếc test hãng cho quý chị và các bạn trên toàn quốc luôn. Xe thì đã trang bị lót sàn, lót cốp, dán kính đầy đủ hết rồi. Cốp điện nhá, đóng mở rất là nhẹ nhàng. Đấy, xe thì cũng đã dán phim cách nhiệt 3M rồi, cũng là cái loại đắt tiền nhất rồi, cũng chả còn cái gì nữa, về chúng ta chỉ có được đi thôi. Khi mà mở cửa chúng ta để ý là sẽ có bậc lên xuống hò thụt tự động nhá, mở và đóng cửa chúng ta sẽ có bậc lên xuống tự động mở ra cũng như là tự động đóng lại. Đấy, hàng ghế thứ hai cái độ ngả nó rất là thoải mái luôn. Và ba ghế chúng ta có thể điều chỉnh được độ cao thấp. Điều hòa này, chúng ta cũng có rất là nhiều cửa gió ở trên trần. Đấy, và chúng ta có thể điều chỉnh sao cho có cái nhiệt độ nó phù hợp. Và hàng ghế thứ hai thì chúng ta sẽ có hai màn hình gối đầu. Đấy, để có thể giải trí này, có thể kết nối, có thể nghe tai nghe. Đấy, rất là nhiều tính năng tiện ích trên chiếc Ford Explorer này. Gương kính chỉnh điện tự động, một chạm nhớ ghế lái 3 vị trí, đèn đóm auto tự động hết rồi, không phải làm gì thêm cả. Vô lăng thì chúng ta có thể thấy là tích hợp đàm thoại sảnh tay, tăng giảm âm lượng, ga tự động này, ga tự động thích ứng này, hỗ trợ giữ làn, rất là nhiều tính năng. Đồng hồ hiển thị điện tử cũng rất là đẹp mắt luôn. Đấy, thẻ nhắc bảo dưỡng 5-6.000 km nữa phải bảo dưỡng mới phải bảo dưỡng với chị và các bạn nhé. Màn hình cảm ứng, những cái phím bấm này, và đây cần số núm xoay, phanh tay điện tử, các cái chế độ lái, auto hold rất là nhiều luôn. Và ngoài ra chúng ta có cửa sổ trời toàn cảnh trên chiếc xe này.
Để mà nói thì đây là một chiếc xe rất là được mọi người ưa chuộng. Không phải là bởi vì đây là một chiếc xe đến từ, thứ nhất là bởi vì đây là một chiếc xe đến từ Mỹ nhá. Thương hiệu Mỹ luôn là một trong những cái thương hiệu mà được nhiều người rất là tin tưởng ở trong những cái năm gần đây. Với những cái dòng xe to như này, về cái không gian, về cái khối động cơ, về hệ thống khung gầm, tiện ích, an toàn, thì những chiếc xe Mỹ nó vẫn là một cái gì đấy rất là thu hút luôn. Và đây, cụm khối động cơ này chúng ta có thể thấy này, khối động cơ với cái sự sắp xếp thiết kế này rất là hay nhá, hay nhưng nó hợp lý. Và đây, thanh rằng cân bằng đây, chúng ta hay thấy những cái chi tiết này là trên những cái mẫu mẫu xe nó có trang bị thêm đấy. Đấy, thì chiếc xe này là có sẵn luôn. Sản xuất 2022, Ford Explorer, lăn bánh hơn 10.000 cây. Giá thì các center bây giờ chào bán chỉ có hơn 1 tỷ 9 thôi quý anh chị và các bạn nhé, chỉ có nhỉnh 1 tỷ 9 thôi. Nếu quý anh chị và các bạn nào đang muốn tìm một chiếc SUV cỡ lớn 7 chỗ gầm cao đi lại cực kỳ ổn định thì chiếc xe này là một trong những chiếc xe rất đáng để cân nhắc. Dưới 2 tỷ đồng quý anh chị và các bạn nhé, xe lướt bây giờ dưới 2 tỷ đồng, hỗ trợ trả góp ngân hàng tối đa được là 70% giá trị xe trong vòng 5 năm. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm, đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center. Một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.